bằng 20 anh. Đây là một trong những hình ảnh rất là đẹp ngay tại Bangkok. Hàng ngày thì người ta sẽ phóng sanh ở đây và làm được thì rất là khủng. Chào quý cô bác anh chị, hiện tại Phong Bùi đang có mặt tại thủ đô Bangkok thuộc đất nước Thái Lan. Và Phong đang có mặt tại một cái dòng sông nằm ngay tại thủ đô. Và kế bên này là một ngôi chùa có tên là chùa Thuyền. Gần như là rất là nhiều người Việt Nam cũng như là các du khách quốc tế khi mà đến Bangkok, Thái Lan thì hay tìm đến ngôi chùa này. Phần thứ nhất là sự linh thiêng của ngôi chùa. Phần thứ hai thì rất nhiều người đến đây để thỉnh những viên xá lợi Phật, họ xá lợi Tăng. Ở bên Thái Lan thì có một cái văn hóa đó là khi mà các vị sư, các vị Tăng mất đi thì người ta sẽ hỏa táng, thiêu lên. Và sau khi mà các vị sư mà tu đắc đạo thì sẽ tồn tại những cái viên xá lợi phát sáng lên, những cái màu rất là đẹp. Và nhiều người thỉnh những cái viên đó về để thờ cúng hoặc là đeo trên người để cầu sự bình an. Trong video này thì Phong xin chia sẻ ở phía sau lưng ngôi chùa cho các bác chị xem về một cái cảnh rất là đẹp, đó là đàn bồ câu biểu trưng cho sự hòa bình. Và phía dưới là một cái bầy cá khủng nằm dưới dòng sông này. Người ta đến chùa người ta sẽ cho chim ăn bánh mì nè, rồi người ta cho cá ăn ở phía dưới sông. Bây giờ thì sẽ cho mọi người xem cái khung cảnh ở đây nha. Đây là những cái con bồ câu rất là dạng dĩ. Này, bồ câu khủng luôn này các bác anh chị. Nó rất là dạng, mình có thể để không khác mà nó không có sợ gì đó. Còn một khi có ai cho ăn thì nó sẽ bay đến. Còn ở phía dưới là đàn cá này. Rất là nhiều người đến đây để cho cá và chim ăn. Ở đây người ta có bán bánh mì nữa, 20 bạc một cái ổ bánh mì. Xin lỗi, 20 bạc sẽ là một cái thùng thức ăn, bỏ đồng xu vào trong này. Nếu mà mua cái một cái xô nhỏ thì 10 bạc thì tầm khoảng 7 ngàn, thì một cái xô như thế này. Còn 20 bạc thì double hơn. Có cái chữ tiếng Việt luôn trời. Mua bánh mì làm công đức cho cái ăn 20 bạc Thái. Như vậy là rất là nhiều khách Việt Nam đến chùa này. Thậm chí là có bánh mì nữa là 20 bạc, tức là một cầu bánh mì như vậy á, khoảng 14 ngàn đồng tiền Việt Nam. Người ta sẽ mua cho cá và chim ăn. Trước mai thì mình sẽ mua hai con bác anh chị. Mình sẽ xem cho chị gái người ta cá. Chị cá ăn này. 20 bạc. Này là đồng xu. Mười bạc thì bên này đồng xu, còn bên này bỏ tờ giấy thì bên kia. Bánh mì làm công đức ở bên Thái. Hôm nay là tôi thấy mua lần đầu tiên mua cái máy phóng sanh. Mua máy này để cho cá. Đổ rồi. Bây giờ mà mọi người cùng xem cảnh phóng sanh nha. Một cái bác bảo vệ đang phóng sanh đầy cá. Trước khi phóng sanh thì bác bảo vệ này cùng cầu nguyện để hồi hướng công đức. Con cá rồi về với sông, hòa nhập với thiên nhiên, với bầy đàn của mình. Còn góc bên kia thì rất là nhiều người đang cho chim ăn. Và thậm chí ở đây có cái bảng là cấm cho chim ăn luôn trời. Đàn tiên Việt luôn kìa. Chắc là sợ là cho chim ăn nhiều quá thì nó sẽ vệ sinh không tốt.
Hiểu rồi sao lại bán nào là không cho tin không? Đây cái khủng. Mỗi khi mà ta bánh mì thì rất là nhiều nước xong nó đang di chuyển chảy về cái hướng ngược lại, nhưng mà cái nó vẫn hướng tới cái chỗ chân cầu để nhận nhũ thức ăn, thậm chí nó cá nó bơi các lực nó đẩy là cá dời ra xa. Đây là một cái bến thuyền, ô câu đậu khắp nơi luôn kìa. Mọi người thấy là cá nó khá là nhiều ha, ngập trời luôn. Là một câu vẫn đang đậu trên thân cán của bến đậu. Đây là dòng sông uốn lượn xung quanh thủ đô Bangkok, giúp cho thủ đô mát mẻ hơn. Và nó sẽ đổ ra dòng sông Mekong. Và nước đang chảy ngược dòng, nhưng mà cá vẫn bơi ngược dòng để có thể chờ đón những cái phần bánh mì của người dân Hồng Kông. Còn có những con mình ước chừng là 5kg á. Do là từ vị trí mình nhìn cho đến khu vực bàn cá thì nó khá là xa, cho nên mình không thể quan sát chỉ thấy được toàn cảnh cái kích thước của từng con cá. Ở đây là cái khe, cái bát xa. Bộ câu quá nhiều luôn. Đó, đây là dù ở đây nó cũng là không nên trong chi năng, nên là nhiều người chắc có thể xuất khu đó, cho nên là cái hộ bánh mì cho nó sẽ có tưởng hơn cho nó chị. Ui, mới thả xuống là mình nghĩ là cho bánh mì hay hơn là cho thức ăn của cá, tại vì khi mà cho thức ăn á thì nó sẽ chìm như đấy, còn bánh mì sẽ nổi lên, là cá sẽ thấy được có những con á nó bị thương kìa, nghe phần miệng nó luôn bị vết thương lên kìa. Còn có chừng nó bay trúng mình nữa, sợ lắm luôn á. Ở đây thì lúc nào cũng có người cho chim và cá ăn hết à. Ừ, gia đình kia phóng xanh quá trời luôn kìa. À này phóng xanh quá trời luôn. Cá này quá trời không có chị. Cá là bồ câu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 xô cá. Ở lúc đầu thì mình nghĩ là anh này sẽ phóng xanh, nhưng mà không ngờ là anh đang bán. Anh đang bán những cái bịch cá này để cho Phật tử cũng như du khách đến đây để cùng phóng xanh. Đàn cá thì khá là nhiều. Thậm chí nó nhìn phía xa xa kia, mình thấy nó còn đen cả một cái vùng nước luôn kìa. Còn ở phía trước mọi người, lá cờ đó là lá cờ Phật giáo của Thái Lan, lá cờ hoàng gia Thái Lan nữa, màu vàng vàng á. Người ta thiết kế thẳng một cái máng trượt để phóng xanh luôn các bác anh chị. Đang bán nè. Còn cái anh chạy ráp kia hôm nay đến cũng phóng xanh luôn. Bây giờ anh phóng xanh cho đàn cá mới mua 10 bạc 7 ngày tiền một ăn. Đây là đàn bồ câu khủng nằm ngay tại thủ đô. Cái bên một cái dòng sông nổi tiếng. Xin giới thiệu mọi người, ở phía trước là một cái con sông nổi tiếng ở thủ đô Bangkok thuộc đất nước Thái Lan, và mỗi buổi sáng người dân Thái sẽ đến đây phóng xanh cho chim ăn và cho đàn cá.
Cô bác chị có thể thấy là một cái màu đen đặt dưới dòng sông, hàng ngàn con cá có con trọng lượng lên đến 5 kg đang bơi và đùn đẩy nhau để giành thức ăn. Đen cả một cái vùng luôn, khủng khiếp không các bác anh chị. Lần đầu tiên mà mình thấy một con nhiều như vậy đó. Đây là một người ở khu vực Nam Á, họ cũng chắc là có lẽ là cũng theo đạo Phật này, trên tay thì có đeo những hạt chuỗi của đạo Phật. Ở góc này mọi người sẽ thấy là Bangkok hiện đại nhưng mà cũng không kém phần đặc sắc văn hóa. Cần bồ câu quá nhiều, bên này ở chừng phải 50 con. Còn nước chừng ở đây đó, nó khoảng 200 con, hơn 200 con. Đúng ở đây một con là có con chim nãy hén. Nếu nó bị ế chút ngắn rồi. Bê đi. Mày qua bên này ăn tiếp. Wow, có khả năng nó đụng mình luôn á, cái đó thì mới một con đụng quạt áo mình luôn. Bay đông quá, cái nó bay không biết rồi. Ở Thái Lan thì mọi thứ đều rất hiện đại. Mọi người có thể thấy là rất là nhiều tòa nhà cao tầng và thậm chí là có những cái tuyến đường cao tốc nằm giữa thủ đô luôn. Đường ở Thái Lan thậm chí là cao lên 4 tầng. Có nghĩa là người nào có tiền nhiều thì có thể đi lên những cái tầng trên để chạy nhanh hơn. Tại vì Bangkok thì nổi tiếng về tình trạng kẹt xe. Và ở đây cũng nổi tiếng kể cả những cái trạm xe buýt đường sông. Phía trước mọi người là một cái trạm xe buýt đường sông kìa. Người ta di chuyển trên sông, di chuyển trên mặt đất, di chuyển dưới lòng đất và thậm chí di chuyển trên cao. Thái Lan công trình hiện đại rất phát triển. Tuy nhiên thì người ta tín ngưỡng cũng rất cao. Tại vì hơn 90% người dân Thái theo Phật giáo. Vì vậy thì các ngôi chùa mọc lên xen kẽ trong các cái tòa nhà, xen kẽ các khu dân cư. Và đây là một cái ngôi chùa khá linh thiêng và ở đó có đàn cá rất là khủng. Và hôm nay thì mình có dịp đến đây chia sẻ với mọi người một cái địa chỉ thú vị ở thủ đô Bangkok. Hy vọng rằng nếu có bác anh chị nào ở đến Bangkok á, Thái Lan á, thì có thể ghé ngôi chùa này. Ở chùa này có tên là chùa Thiền hay còn gọi là chùa Wat Yan Na Wa. Thì nếu có bác anh chị nào có dịp về đây có thể ghé ngôi chùa này để thỉnh những cái viên xá lợi ở phía trước, ở bên trong chùa. Tại vì khu vực đó thì không được phép ghi hình, mình chỉ có thể ghi hình ở phía sau cho các bác chị xem về sự thú vị của đàn cá cũng như là đàn bồ câu ở ngôi chùa này thôi. Đến đây thì mọi người có thể tham quan chùa nè, thắp hương chùa và cho đàn cá và đàn bồ câu ăn để mang lại sự bình yên trong cái tâm trí của mình. Hôm nay thì có mặt tại Bangkok xin chia sẻ mọi người một cái thông tin, một địa chỉ thú vị ha. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn các bác chị rất là nhiều. Đây một góc nhỏ ở Bangkok rất đẹp.